chuyên cơ mặt đất Lê Sút LX600 chính thức được phân phối tại Việt Nam với mức giá từ 8,1 tới 9,2 tỷ đồng. Lê Sút Việt Nam chính thức mở bán mẫu LX600. Lê Sút LX600 là mẫu xe kế nhiệm LX574 đã xuất hiện trên thị trường từ năm 2007. Ngày 19 tháng 4, Lê Sút Việt Nam chính thức giới thiệu LX600 2022 với 3 phiên bản LX600 Urban, LX600 F-Sport và LX600 VIP. Trong đó, phiên bản VIP là phiên bản cao cấp nhất với 4 chỗ ngồi độc lập, hàng ghế sau ngả tới 48 độ giúp người dùng có được tư thế thoải mái nhất. Ghế ngồi được chế tạo hoàn toàn mới với tựa đầu cong độc quyền Ultra Luxury, cùng những khả năng đi kèm như duy trì tư thế an toàn, hấp thụ rung động tối ưu. Phiên bản F-Sport là phiên bản dành cho khách hàng yêu thích, cũng như mong muốn trải nghiệm lái thể thao với những trang bị đặc trưng riêng như thanh cân bằng phía trước và phía sau, hệ thống treo thích ứng ABS, hệ thống lái trợ lực điện EPS. LX600 mang ngôn ngữ thiết kế mới khi lưới tản nhiệt kích thước lớn, với hình khối 3 chiều kết hợp thiết kế không viền hiện đại. Nền tảng ga ép hoàn toàn mới với các góc gầm xe góc tiếp cận, góc thoát và góc vượt đỉnh dốc mà chiếc xe tăng 20% độ cứng vững, giảm 200kg trọng lượng, hạ thấp trọng tâm xe. So với thế hệ cũ, thiết kế Lê Sút LX600 gọn gàng và chuẩn mực hơn. Đầu xe thiết kế lưới tản nhiệt dạng 7 thanh ngang cỡ lớn, khe gió nhỏ được đặt nằm giữa để cải thiện khả năng làm mát động cơ. Hốc gió được đặt lớn hơn, đèn pha mảnh mai hơn kết hợp đèn chiếu sáng ban ngày. Đèn hậu nối liền khá thời thượng. Phía trước dùng logo chữ L quen thuộc. Chiều dài cơ sở của xe được giữ nguyên ở mức 2850mm. Vì vậy mà không gian bên trong không có quá nhiều sự thay đổi. Tuy nhiên, ở thế hệ mới, nội thất Lê Sút LX600 có sự lột xác toàn diện với phong cách hiện đại. Chất liệu chủ yếu được sử dụng là da, gỗ và kim loại. Một số trang bị tiêu chuẩn hiện đại phải kể đến như dàn 25 loa Marley Vision cao cấp, cặp màn hình 7 inch và 12 inch, cụm đồng hồ kết hợp màn hình TFT 8 inch và 4 đồng hồ analog. Hàng ghế phía sau không giống nhau giữa các phiên bản. Bản Urban có 7 chỗ, F-Sport có 5 chỗ và phiên bản cao cấp VIP có 4 chỗ. Ở phiên bản VIP, trang bị hàng ghế sau dùng 2 ghế đơn thương gia. Tựa đầu, lưng ghế và cả đệm được thiết kế ôm lấy đầu, hông và lưng người dùng để mang đến cảm giác thoải mái tối đa. Ngoài ra, vị trí ngồi chủ tịch được tích hợp nút bấm để đẩy ghế trước ra phía trước, đồng thời nghiêng lưng ghế và hạ tựa đầu để tạo không gian để chân 110cm. Ghế chủ tịch có thể ngả tối đa 48 độ. Chính giữa có màn hình điều khiển mọi tính năng như ghế, điều hòa, hệ thống giải trí. Ở phiên bản F-Sport, với phong cách thể thao được trang bị thanh cân bằng phía trước và phía sau, hệ thống treo thích ứng ABS và hệ thống lái trợ lực điện EPS. Logo F-Sport được đặt ở nhiều vị trí. Một số trang bị riêng như mâm xe dập nguyên khối, lưới tản nhiệt dạng lưới viền mạ chrome, ghế lái thể thao. Lê Sút LX600 dùng động cơ tăng áp kép V6 3.5 lít, sản sinh công suất 409 mã lực tại 5.200 vòng trên phút và mô men xoắn cực đại 650 N tại giải vòng tua 2.000 đến 3.600 vòng trên phút. Sức mạnh được chuyển đến 4 bánh thông qua hộp số tự động 10 cấp. Ở thế hệ thứ 4, dòng SUV full size nhà Lê Sút được nâng cấp khả năng di chuyển địa hình với các công nghệ như lựa chọn đa địa hình Multi Terrain Select, chế độ điều khiển vượt địa hình Cruise Control, màn hình hiển thị đa địa hình Multi Terrain Monitor và màn hình quan sát gầm xe Back Under Floor View. Lê Sút LX600 2022 được trang bị hệ thống an toàn Lê Sút cải tiến LSS2 với những công nghệ tiên tiến bao gồm kiểm soát hành trình thích ứng, cảnh báo va chạm, cảnh báo lệch làn và hỗ trợ giữ làn đường, cảnh báo điểm mù, camera 360 độ. Video đến đây là hết. Nhớ bấm like và đăng ký kênh để cập nhật tin tức và video mới nhất tại Thế Giới Xe 360.